Xin chào anh Phạm Văn Thạch và xin chào các bạn. Video này em test hàng cho anh Phạm Văn Thạch ở Hưng Yên. Anh đặt hàng bên em là hai bộ micro không dây, loại hai micro không dây màu tím hồng và loại hai micro không dây màu bạc xanh. Ok. Và bây giờ hiện tại em đang kết nối với mạch loa kéo V3 để chúng ta test hàng. Đây, khi chúng ta bật lên thì nó sẽ màn hình sáng như này. Và dưới đây sẽ có hai bóng đèn sáng. Chúng ta sẽ tắt bớt một cái đi nhé. Tắt đi, rồi còn một bóng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test hàng cho anh. Lơ. Rồi cái này để em tắt nguồn đi, bật lại. Chứ lúc nãy nó vừa rít một cái nên là thành ra là cái loa này là cái mạch nó tự ngắt nên là mic không rõ. Ok, bây giờ chúng ta test hàng cho anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lơ 1 2 3 4. Tay cầm đầu tiên hoạt động bình thường, chúng ta sẽ sang tay cầm số 2. Lơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lơ. Rồi, như vậy là cái bộ sản phẩm hai mic tím hồng đầu tiên của anh nó hoạt động ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục test hai mic màu bạc xanh cho anh nhé. Đây là ký hiệu trên tầng đầu tiên. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để các bạn đặt hàng. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại như trên tiêu đề video. Ngoài ra bên mình còn có cái loại màu đen nữa. Bạn nào thích màu đen thì có thể đặt hàng qua website linh kiện 789.vn. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo, qua số điện thoại cho mình cũng được. Rồi chúng ta để sang một bên. Tiếp tục chúng ta sẽ test cái bộ số 2. Đây là ký hiệu trên mạch thu. Tần số là 855 và 860 các bạn nhé. Ta bật lên thì nó sẽ thế này. Và dưới đây nó cũng vậy. Tắt bớt một cái đi nhá. Rồi. Ok, test hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lơ. Đó. Khi mà lô to quá mà quá tải thì cái mạch này nó sẽ tự ngắt. Bây giờ mình sẽ tắt đi và bật lại thì sẽ được. Tắt đi này, bật lại này. Đó là do cái mạch lo kéo mình chứ không phải là do cái mic các bạn nhá. Nên mình phải giảm âm lượng xuống. Lơ 1 2 3 4 5 6 7 8. Lơ. Rồi ok. Như vậy là cái mic đầu tiên hoạt động rất là ổn định rồi. Chúng ta sang mic thứ 2. Lơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lơ. 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 Ok, bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này để gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu trên sản phẩm. Cảm ơn anh Phạm Văn Thạch đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Và bây giờ chúng ta đã đánh dấu ký hiệu lên
mạch thu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.